Rồi, tiếp đến, mình muốn sale cho anh em một cái sản phẩm rất là hot ở trên thị trường. Mình còn duy nhất hai cái. Anh em thấy nó có đẹp không ạ? Súng bắn vít mini chạy bằng khí nén. Sản phẩm này bắn được bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh. Có thể bắn được 3 chế độ. Với mã của sản phẩm là súng bắn vít mini ABBA. Hàng siêu đẹp của Đài Loan luôn. Anh em nhìn này, đẹp chưa? Trời ơi, mới cứng 100% luôn. Chỉnh lép vai trái phải bên này. Đấy, siêu đẹp luôn anh em này. Hàng này thì không phải suy nghĩ luôn. Bên mình đang bán ở ngoài thị trường là 550.000 bao ship. Ngày hôm nay mình còn đúng một con. À còn hai con chứ. Hai con ở trong kho. Mình sẽ sale kịch sàn cho anh em. 400.000 bao ship. Cái súng bắn vít mini ABBA này. Anh em có thể search trên mạng thoải mái. Nếu mà giá mà nó dưới 400.000 thì mình kỷ niệm là anh em luôn. Con ABBA này. Bên mình đang bán 550.000 bao ship nhá. Thì ngày hôm nay bên mình xin phép được sale còn 400.000 bao ship về tận nhà cho tất cả anh em. Anh em nhìn kỹ này. Siêu đẹp, siêu nét luôn. Nói chung là cái dòng ABBA này thì anh em nhìn đường vân này. Sản phẩm này bán được bu lông 8, bu lông 10 và vít 4 cạnh. Mình sẽ tặng cho anh em một cái bu lông 8, một cái bu lông 10 và một vít 4 cạnh để cho anh em chúng ta sử dụng thoải mái nhá anh em nhé. Ok chưa nào? 400.000 bao ship, còn hai cái duy nhất. Bán xong thì mình xin phép là không sale nữa. Còn đúng hai cái cho những anh em nào chúng ta theo dõi cái livestream này nhá.